Không biết mọi người đang nghe bài của mình có ai từng gặp cảnh bố mẹ dạy con theo cách vô cùng thái quá giống như cách của anh chị mình không. Chuyện là gia đình mình có hai anh em. Anh mình là cả lớn hơn mình 6 tuổi nên đã lấy vợ và có một bé trai năm nay vào lớp 2. Anh chị mình thì làm ăn ở xa nên cả năm chỉ cho cháu về nhà chơi với ông bà vài lần. Thế nhưng lần nào về là mình thấy cháu mình bị bố mẹ nó dạy dỗ một cách vô cùng cực đoan luôn tết năm vừa rồi thì anh chị mình cũng cho cháu về theo để ăn tết với ông bà bình thường thì ở chỗ mình con cái chỉ cần mời người lớn ăn cơm bằng miệng thôi là được nhưng thằng cháu mình được bố mẹ nó đào tạo kiểu gì mà phải bưng bát bưng đũa đến cho từng người lớn trong nhà mời bằng hai tay xong rồi còn phải cuối mình mời là kính thưa bà con xin phép được mời bà dùng cơm ạ à. con chúc bà ăn cơm ngon miệng ạ à. mẹ mình thấy vậy cũng cười khen cháu mình ngoan lễ phép Thế rồi thằng cháu mình phải đi cầm bát, cầm đũa, mời hết người này đến người kia như vậy. Không biết mọi người thấy như nào, chứ mình thấy làm như vậy chẳng khác nào hành nó quá mọi người. Mẹ mình cũng thấy vậy, liền mới bảo với nó là lần sau chỉ cần ngồi ở chỗ mời ăn cơm là được rồi, không cần phải đem bát đũa đi mời từng người đâu. Anh của mình thấy vậy liền cười quay sang nói với mẹ là Chết, thế không được mẹ à, sao mẹ lại bảo cháu như vậy, như vậy là vô phép vô tắc. Với lại con dạy con của con như vậy là để mọi người thấy gia đình nhà mình gia giáo như thế nào ấy chứ. Mình thấy anh trai nói vậy cũng nói một câu. Anh cứ bày vẽ nhiều làm gì, để cho nó mời bằng miệng là được rồi, còn cho nó ăn cơm nữa. Nó mời xong thì cơm canh cũng nguội hết, ăn đâu còn ngon nữa. Chị dâu mình lúc này mới cười bảo mình là, cô cứ kệ anh dạy cháu, bọn trẻ con bây giờ mà không uống nắng từ đầu thì sau này chỉ có hỏng thôi. Anh trai mình nghe vậy cũng gật gù rồi nói, pin ra đây bố bảo, bố dạy con thế nào? Khi ăn cơm thì phải làm sao? Cháu mình nghe bố gọi như vậy, liền bỏ bát đũa đang ăn xuống rồi đảo ngược đôi đũa lại, gấp một miếng thịt gà phần ức đặt vào bát của mẹ mình rồi bảo, Dạ thưa bà, công ơn bà xin ra bố con, hôm nay có miếng gà ngon mềm, con xin được mời bà ăn trước ạ. À. Mẹ mình thấy thế cũng xoa đầu thằng cháu, rồi gấp cho nó miếng đùi gấp vào bát nó. Cháu mình cầm cái đùi chưa kịp đưa lên miệng ăn, thì bố nó lại nói, Binh, bố dặn có miếng ngon thì phải như thế nào? Vừa dứt câu thì đàn cháu lại bát cơm xuống, gấp miếng đùi sang bát của mẹ nó rồi nói Dạ thưa mẹ, công ơn mẹ sinh thành cả đời này con không trả hết Con mời mẹ ăn miếng thịt này, coi như công ơn báo đáp của con ạ à. Mình kiểu hỏi chấm luôn mọi người Thường thì người ta nhường miếng ngon cho trẻ con ăn để cho chúng nó mau lớn Nhưng mà anh chị mình dạy con kiểu gì mà con cái phải nhường miếng ngon cho bố mẹ Mình không hiểu luôn á mọi người sau bữa cơm đó, thằng cháu mình lại tiếp tục phải mời tâm mời nước xong rồi đấm lưng bóp vai cho mẹ mình khác kiểu. Không biết mọi người thấy thế nào, chứ mình thấy khổ cho thằng cháu của mình quá. Nghe chuyện trên pay nhiều rồi, hôm nay mình góp vui câu chuyện của mình nha. Chuyện là mình có một cô bạn thân cũ, mình sẽ giấu tên bạn ấy và gọi là Mai nha. Mai là một cô công chúa keo kiệt nhất mà mình từng thấy. Hồi đi quân sự, mình và Mai cùng giường nên là cũng chung tủ đồ luôn vì tủ để đồ ở khu quân sự khá bé nên mình có đề nghị rằng hai đứa dùng chung giấy ăn của mình còn giấy của mai thì cất vào vali cho đỡ vướng những ngày cuối cùng ở khu quân sự ba bịch giấy của mình đã dùng hết mình có nói với mai bảo đem giấy của bạn ấy ra cho mình dùng với thì bạn ấy không đem ra với lý do sắp về rồi nên cất đi sẵn mỗi lần mình cần thì hãy nói với mai để bạn ấy lấy đưa cho mình cũng vui vẻ ok nhưng khi mình bảo đưa giấy cho mình dùng đến lần thứ ba, thì Mai bắt đầu xị mặt ra, đá thúng đụng nia với mình. Trong khi mình chả động chạm gì, thấy Mai thái độ thế nên mình cũng chẳng thèm lấy giấy của Mai nữa. Mình xin giấy của bạn khác trong phòng, bạn ấy cho mình luôn cả bịch, mang tiếng là bạn thân mà Mai tiếc với nhau mấy tờ giấy ăn. Ngoài ra khi xuống căng tin ăn mì tôm thì Mai luôn lắc kỹ hộp xem là hợp nào nặng hơn thì mới lấy bó tay luôn khi đi quân sự về mình thấy mai không hợp nhau nên dần dần cũng không chơi với mai nữa sau khi mình nghĩ chơi với mai thì mai đi nói xấu mình nhưng bất ngờ mai nói xấu mình với ai y như rằng người ấy nói lại với mình sống lỗi quá đến khi đi nói xấu mình thì người ta lại còn chả thèm tin vào mai cơ mà ngoài bệnh kibo ra mai còn có bệnh công chúa nữa Học với Mai 3 năm thì chưa bao giờ thấy Mai Thôi kể lễ về bệnh trầm cảm của mình với tất cả mọi người. Đến mức mà tất cả đều phát ngấy luôn. Trầm cảm không ai mà kể lễ ra thế đâu Mai ạ. À. Sáng đi học buồn ngủ, Mai cũng kêu tao đang mệt, tao đang chữa trầm cảm. Mai đi học ở nhờ nhà gì dì, dì nấu ăn cho rồi và nhờ Mai dọn dẹp đem bát xếp vào mấy rửa bát hộ thôi. Mai cũng kêu stress, trầm cảm vì bị bốc lột ở nhà với bố mẹ, Mai không phải động tay vào rửa bát. Mai luôn sống theo ý mình và bắt tập thể chạy theo Mai. Mai đăng ký làm tình nguyện viên ở câu lạc bộ, được phân công chiều đến làm từ 1 đến 4 giờ. Nhưng Mai lại bị trầm cảm nên 3 giờ Mai mới đến. Nhóm trưởng là bạn cùng lớp nên quá hiểu bệnh trầm cảm của Mai rồi. Nên có trách Mai thiếu trách nhiệm. Thế là Mai đi kể với anh trưởng câu lạc bộ là Mai đang trầm cảm nên mới đến muộn và bị trưởng nhóm quát. Mà anh trưởng câu lạc bộ cũng kỳ cục quay ra quát lại trưởng nhóm với lý do không quản lý tốt thành viên. Trưởng nhóm ức phát khúc. Mình không định viết bài này đâu, nhưng mà mình thấy bệnh trầm cảm của Mai quá nặng rồi, nên phải phốt thôi. Hôm nay mình có chung nhóm với Mai, làm bài tập nhóm có 3 người. Mai lại bảo là Mai trầm cảm, nên mình sẽ hỗ trợ bạn thuyết trình kết nối và trình chiếu slide. Do thuyết trình có lấy điểm, nên là mình cũng bảo với Mai là ở dưới nếu thầy hỏi có gì tra đáp án giúp thì mai vẫy nảy lên kêu là mai trầm cảm mệt mỏi không làm được gì mình cáu quá bảo mai nói thế thì chịu rồi xong mai lại quay sang trách mình có phải con người không thấy mai bị trầm cảm mà vẫn bắt tra đáp án má đó chứ mình nói lại mình không mình là con mèo đó lêu lêu thì mai không nói gì nữa may mắn là thầy cũng không hỏi gì nhiều nên không phải tra đáp án không thì bạn mai trầm cảm ngất ra đó mất trầm cảm là một loại bệnh đáng sợ nhưng cũng không phải là lý do lôi ra để bao biện cho bệnh công chúa của mình đâu Mai. Ngoài ra còn nhiều vấn đề xung quanh Mai lắm, nên là các bạn muốn nghe tiếp thì hãy để lại comment nha. Xin chào mọi người, hôm nay ngày lành tháng tốt nên mình lên đây để kể cho mọi người nghe về chuyện phải lấy vợ không nghe lời bố mẹ thì phải chịu kết quả thế nào ạ. À? Chuyện là nhà mình 3 năm trước có một cậu Úc, cậu tuy đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ để cho ông bà an lòng. Thế rồi cậu Út cũng lấy mợ mình về. Cơ mà có vẻ như mợ mình không được ngoại thích cho lắm. Ngoại cũng nói chuyện góp ý với cậu, nhưng cậu cứ nằng nặc đòi cưới mợ về làm vợ. Cuối cùng thì đám cưới của cậu và mợ diễn ra một thời gian ngay sau đó. Tả một chút về mợ Út cho mọi người biết, thì người mợ nhìn giống con trai lắm. Tướng tá dung mạo, chân tay cũng đều giống con trai, chứ không mềm mại như mấy người phụ nữ khác. Có lần mình nghe thấy con người bảo rằng mợ bị bệnh gì đó nên không thể sinh em bé được nghe vậy nên mình thương mợ nên thích chơi với mợ lắm cơ mà đó là lúc đầu thôi chứ càng về sau mợ mình mới lộ rõ bản chất ra mọi người ạ à. mợ rất ít nói nhưng không tới mức về nhà thấy mẹ chồng mà không thèm mở mồm ra chào một câu cơm ngoại mình nấu cho ăn xong cũng vứt đó không thèm rửa hay bưng ra giếng để cho người khác rửa gì cả quần áo thì không bao giờ thấy mợ giặt giũ bao giờ đã vậy quần áo đi làm đi chơi về cởi ra là bạ đâu vắt đấy nhìn cái cửa sổ phòng mợ vắt đầy quần áo mà mình không hiểu vì lý do thần kỳ gì mà cậu lấy mợ về làm vợ được nữa nhà người ta có con dâu mua này mua kia về cho mẹ chồng ăn cùng nhưng với ngoại mình thì không không ít lần mình thấy mợ mình đi chợ mua bún mua phở đem về nhà ăn một mình mà không mua cho ngoại mình mà không mua cho thì thôi nhưng mình nghĩ chí ít thì cũng mời ngoại cho phải phép chứ con dâu kiểu gì không biết nữa Nói đến cậu mình thì mình chán không buồn nói rồi. Cậu mình chiêu vợ một cách thái quá luôn. Cậu sáng đi làm bán cá ngoài chợ vất vả, về nhà lại phải hầu thêm mợ nữa. Mợ thì đi làm về chẳng làm gì, chỉ có ngồi chơi rồi bấm điện thoại. Mặc kệ cậu đi làm về lại phải quét sân quét nhà, thì thoảng cậu cũng nhắc mợ nấu cơm cho ngoại ăn, thì mợ chỉ nấu lèo tèo vài món luộc, chẳng đủ cho cậu với ngoại ăn. Cậu mà căng nhăn thì mợ lại đá thúng đụng nia vung băng giận dỗi cậu ở với nhau được một thời gian thì mợ đòi cậu cho ra ngoài ở riêng nói là ở với ngoại chật chội khó chịu bức bối không chịu được cậu em vì thương vợ nên cũng vay mượn tiền đưa mợ ra ngoài ở riêng tưởng chừng cuộc sống của mợ sẽ khá hơn nhưng không mọi người à bình thường ở với ngoại thì có ngoại nấu ăn rồi rửa bát cho còn bây giờ khi ra ở riêng thì công việc đó lại đổ sang đầu của cậu em cậu đi làm về lại phải chạy vào nấu nướng dọn dẹp nhà cửa hầu mợ. Thế mà mở mồm ra, mợ vẫn chửi cậu là bất tài vô dụng các kiểu. Cậu mình hồi xưa cũng đẹp trai lắm. Thế nhưng ở với mợ phải lo toan nhiều thứ, nên bây giờ tả đi trông thấy luôn. Người cậu thiếu sức sống, lúc nào cũng vẻ mệt mỏi như nhiều ngày chưa được ngủ. Mợ không thương chồng thì thôi, lại còn chê cậu xấu xí bẩn thiểu, đi đâu cũng xấu hổ với bạn bè. Mới đây mợ còn đòi ly dị với cậu để đi theo người khác nữa. Cậu mình thì vẫn ngu ngốc cầu xin mợ đừng bỏ cậu. Mình thật là không hiểu nào, chịu nổi nữa mà. Mình phải nói thế nào cho cậu tỉnh ngộ ra đây mọi người. Xin chào mọi người, hôm nay mình vừa xuất viện nên mình lên đây luôn để kể về câu chuyện của mình cho mọi người nghe. Chuyện là mình có con bạn thân tên là Linh, tụi mình chơi chung với nhau cũng khá là lâu rồi, cả hai thường rủ nhau đi chơi chung à mà chắc hẳn mọi người cũng thắc mắc tại sao mình nhập viện đúng không nên giờ mình sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình chuyện là chiều hôm đó linh chủ mình đi chơi vẫn như mọi hôm nó qua nhà đón mình đi chơi chỉ có điều mọi khi nó đi xe điện mà hôm nay lại bày đặt đi xe máy mình thắc mắc nên có hỏi thì nó bảo là xe điện nó hỏng nên nó lấy xe mẹ nó đi tại chưa thấy nó đi xe máy bao giờ nên mình cũng nghi ngờ hỏi mày biết đi xe máy không đó nó vỗ ngực tự tin giọng dạc bảo Yên tâm đi Tao tay lấy lụa mà lại Tí bốc đầu luôn cho chất chứ lái lại gì Nghe vậy Thì mình cũng nửa tin nửa ngờ lên xe Lên ngồi thì mình thấy nó loay hoay Cứ dẫn số xe Rồi lại tắt chìa khóa rồi lại bật Sau 7 7 chín lần giảm số Thì nó tốt lên kiểu tự hào lắm Mà mình ngồi sau xe là bắt đầu toát mồ hôi nách rồi Rồi đơn giản Mày ngồi cho chắc nha mình thấy thế cũng bắt đầu thấy có điềm Mình ngó lên Thì thấy nó đi số 3 mọi người Mình mới hỏi Đi số 3 sợ ngã không mày Chứ tao thấy rung rồi á Nó nghe thấy vậy thì cười bảo Đã bảo là yên tâm Mẹ tao bảo chở người thì phải đi số 3 cho khỏe Là một đứa sợ chết Mình hỏi lại lần nữa cho chắc ăn Mày có biết đi xe máy bao giờ vậy Biết đi lâu chưa Nó cũng hơi bực bực nói Đã bảo tin mà Tao đi cũng hai ba lần rồi mày yên tâm tay lái tao vững lắm. Trời trời, mình nghe đến câu này thì bắt đầu khiếp thật. Đi hẳn hai ba lần mà tự tin chở mình. Định năn nỉ nó, dừng vì sợ nhưng khổ nổi mình cũng không biết đi xe. Mọi khi đi đâu toàn người khác chở mình không à. Mình đành giao lại số phận của mình cho nó. Đi đường thấy nó cũng yên bình, thời tiết cũng đẹp, người chở cũng uy tín. Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến khi nó đi đến đoạn gần cây cầu, với một đứa chuyên ngồi sâu như mình thì ít nhiều cũng biết chút chút kiến thức đi xe. Mình mới kêu nó, Ê, hình như lên cầu là phải về số đúng không? Tao thấy mẹ tao hay làm vậy á. Nó nghe thế thì hồn nhiên đáp mình, Vậy á, tao cũng thấy mẹ tao cũng hay giảm về số, mà về số là giảm đằng trước hay sao vậy mày? Mình nghe thấy câu này thì hoảng thật rồi. Ủa, mày đi xe mà không biết dẫn trước hay sao? Vậy nãy mày dẫn số kiểu gì? Nó hồn nhiên đáp. Thì tao cứ giảm trước rồi giảm sau Đến khi nào nó hiện số 3 thì thôi tay chân mình bắt đầu bủng trũng rồi Đập vai năng nỉ nó Bảo là cả hai xuống dắt bộ đi Chứ mình có linh cảm không ổn cho lắm Mà con này nó lì Nó có chịu nghe đâu Không biết nó giảm như nào mà lên được số 2 Đang khoe khoang bản thân giỏi Thì nó quay ngang nhìn mình rồi bảo Thôi chết mẹ rồi Tao quên mất Nãy tao giảm đằng trước hay sao rồi mày Mình cầm chặt hai bên eo nó Rồi bảo nó thử vận mai lần nữa đi ai mà nghĩ được nó giẫm phát xe giật một cái rồi lao vào một gốc cây to cái rầm sau khi cả hai đứa đâm vào cái cây đó thì mình cũng không biết có biết thì mình cũng không có biết sau đó xảy ra nữa mọi người ạ à. khi mình tỉnh dậy thì mình thấy bản thân đang trong bệnh viện với chiếc bó bột tay với băng bó tí chân mở mắt thấy con bạn ngồi cạnh giường cười hì hì với bộ chân tay trầy xước được quấn bông gạt mình nhìn nó chỉ biết thở dài không nói gì Bên tai văng vẳng những lời hứa hẹn của nó Mày yên tâm Lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ Chứ lần sau đảm bảo an toàn Tin tớ đi Thôi cho xin ạ à, Mày còn nghĩ có lần sau nữa hả May lần này nó còn chưa thể hiện màn bốc đầu đó Bốc nữa thì bốc mộ luôn chứ đùa Chuyện mình đến đây cũng hết rồi Giờ mình cũng ổn Trừ cái chân vẫn còn đang khập khiển Các bạn ạ à, Tin gì thì tin Chứ đừng bao giờ tin vào tay lái của con bạn thân nha Tôi hối hận với hành động của bản thân quá. Chúng tôi lập gia đình được 4 năm và đã có một con gái 3 tuổi. Gia đình chúng tôi rất yên ấm, chồng tôi cũng rất thương vợ và con. Anh ấy hay tự hào nói với tôi rằng, ở tuổi 30 cuộc sống dành cho anh nhiều may mắn, trong đó có em và con. Điều đó làm tôi thấy được rằng anh yêu gia đình rất nhiều. Chỉ có một điều là tôi cảm thấy tâm hồn anh rất yếu đuối, nhạy cảm, là kỹ sư nhưng mà lại thích thơ anh ấy hay làm thơ, đọc thơ, tôi thì lại không mấy quan tâm, nên có một khoảng tâm hồn nào đó ở anh mà tôi không thể hiểu hết. Và đó là điều khác biệt đáng ngại nhất giữa hai vợ chồng tôi. Và sau này tôi nhận ra, đó là khoảng trống để cô gái khác xen vào. Chuyện là đang lướt Facebook, tôi thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang tuyển người yêu trong chút hẹn hò. Cô gái đó giới thiệu là kế toán, 28 tuổi và cần tìm một người đàn ông đứng tuổi để lập gia đình bỗng sự tò mò trong tôi nảy lên làm tôi nghĩ ra một trò đùa và có rủ chồng trêu gái hay anh thử tán tỉnh nói chuyện với cô ấy đi xinh đẹp giỏi giang thế này mà phải tìm chồng qua mạng chắc là có vấn đề gì rồi cả hai bọn tôi đều vui vẻ trước những tin nhắn gửi đi và nhận lại từ cô gái thế nhưng sau đó mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của tôi lúc đầu cũng chỉ những tin nhắn qua lại bình thường thôi thấy cô gái kia cũng chép nhiệt tình nên tôi cũng có chút quan ngại thế là tôi bảo chồng dừng cái trò này lại chồng tôi cũng đồng ý thế mà hôm sau tôi thấy hai người nhắn tin với nhau bằng những câu thơ rất gần gũi giận hờn nên tôi đã lấy máy của chồng và gọi cho cô gái tôi xin lỗi và nói đó chỉ là trò đùa cô gái dù có túc giận nhưng sau đó cũng đồng ý tha lỗi cho tôi và chồng nhưng càng ngày tôi cảm nhận ra được chồng tôi có gì đó rất khác lạ anh luôn ở trong phòng làm thơ rồi ngân nga hát hò mấy điện thoại trước đó không có mật khẩu bây giờ lại cài tôi cảm nhận được anh đang rất vui vẻ và cả yêu đời thấy vậy thì tôi có hỏi anh sao dạo này thấy anh vui quá vậy thì anh cũng chỉ cười nói là tìm được người cùng sở thích làm thơ thôi chứ không có gì khác tôi không sợ các cô gái xinh đẹp điều mà tôi sợ nhất là cô gái ấy đã xinh lại còn cùng sở thích với chồng tôi thế là tôi mới nói anh là người của gia đình thì nên biết chừng mực Đừng để em phát hiện anh làm điều gì có lỗi với mẹ con em. Anh nghe thì cười khoát khoát tay, bảo là tôi yên tâm vì anh vẫn ưu tiên gia đình, còn cái này chỉ là cùng sở thích nói chuyện thôi. Thì lúc ấy tôi cũng không hỏi rõ đối phương là ai, vì tính chồng tôi, anh ấy không phải là kiểu người nói được không làm được. Nhưng mà tôi đã nhầm. Trưa một ngày cuối tháng 11, tôi nhận được tin nhắn từ người lạ mời đến nhà nghỉ, bảo là cho tôi một bất ngờ, thấy sự chẳng lành. Tôi vội vàng xin nghỉ làm phi đến chỗ hẹn, thật không thể tin nổi vào mắt mình, tôi bắt gặp chồng đi vào nhà nghỉ với cô gái kia. Tôi gọi giật hai người lại, mặt cô gái đó đỏ nhưng cười tươi, nụ cười của một kẻ chiến thắng, còn chồng tôi thì lúng túng không dám nhìn thẳng vào tôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc, tôi chạy lại đánh và chất vấn anh tại sao lại làm thế này. Cô gái kia mới gạt tay tôi nói, lấy tôi ra làm trò đùa chỉ có vui không? còn đây là trò đùa của tôi với vợ chồng anh chị đó rồi cô ấy nhìn sang chồng tôi cười trò chơi kết thúc rồi anh đây là báo ứng của hai người nói xong cô gái kia thẳng lưng bỏ về để hai vợ chồng đứng cứng ngắc ở nhà nghỉ tôi cứng họng bản thân cảm thấy khó đối mặt với cô gái tôi không biết nói gì với cô ta vì bản thân tôi cũng hổ thẹn tôi đã sai khi chọn cách bẩn cợt với cô gái chưa có chồng mà thông minh kia nhưng chồng tôi tệ quá anh ấy quá dễ dãi. Lần này coi như là thử thách và chồng khiến tôi thất vọng hoàn toàn. Tôi cảm thấy lạnh buốt, cay đắng, bi hại. Tôi ngồi đây viết lại cảm xúc và sự thử nghiệm ngu muội của mình. Cũng mong một ai đó muốn thử chồng mình thì đừng chọn cách dại dột như tôi. Mình và Hiếu đều là dân tỉnh lẻ. Lên Hà Nội học rồi làm việc luôn ở đây. Mình làm ở ngân hàng, anh làm kỹ sư điện. Lấy nhau mình không chê chồng mình ở bất kỳ điểm gì một người con trai đầy nghị lực tuy nhà hiếu nghèo nhưng anh học rất giỏi và thường tự làm thêm để kiếm tiền trả học ví anh lạc quan quyết đoán có chí tiến thủ duy chỉ có điều gia đình anh có rất nhiều vấn đề đó không phải chỉ là chuyện gia cảnh nghèo nàn mà bởi anh có một người bố rất lười lao động lại uống rượu nhiều hơn ăn cơm một người mẹ nhu nhược chưa bao giờ dám phản kháng lại chồng một người anh trai lông ba lông bông nhưng mình tặc lưỡi rằng hai vợ chồng ở với nhau mới là chính, chứ những người thân kia họ cũng có cuộc sống riêng. Nhưng đúng là chả ai nói trước được điều gì. Lấy nhau chúng mình chả có gì trong tay. Hai vợ chồng thuê trọ mãi, khu ngoại thành cho rẻ. Sinh con rồi cũng chưa rút trong căn nhà trọ ẩm ướt. Lúc đó cả gia tài chỉ có mấy chục triệu tiền cưới. Hiếu quyết định vay thêm tiền cùng bạn bè làm ăn, Nhờ chịu khó và may mắn, mấy năm sau chúng mình có được khoản tiền lớn, đủ để mua đất ở một huyện ngoại thành và xây được căn nhà nhỏ để chui ra chui vào. Thế rồi cũng từ khi có chúng an cư lạc nghiệp, gia đình anh bắt đầu hành chúng mình đến khổ. Bố mẹ Hiếu là nông dân, nhà có dăm ba xào ruộng, nếu chăm chỉ cũng đủ ăn. Nhưng đàn này ông bà tuy còn khỏe, nhưng lại rất lười lao động. Ngày hiếu đổ đại học đã muốn cho anh ở nhà vì không có tiền nuôi anh học. Mấy năm đại học anh đều phải đi làm thêm đủ nghề, từ bưng bê đến chạy xe ôm để trả học phí và gửi thêm tiền ăn về nhà cho bố mẹ. Ngày chúng mình sinh đứa con đầu lòng còn khó khăn. Ngoài việc chi tiêu trăm thứ thì chúng mình phải nuôi trọn gói ông từ xa. Tháng tháng đều gửi 2 triệu về để ông sinh hoạt vì bà đã lên trong cháu. Ông ở nhà chả làm gì cả nay nhà cửa đàng hoàng, mình lại mới sinh đứa thứ hai, nên bà lại lên trong cháu. Ông ở quê một mình chán cũng xách túi theo. Mình cũng không phải là loại con cái hẹp hòi ích kỷ gì. Nhưng nhiều lúc ông cứ như ông tướng trong nhà, làm mình tức phát điên. Cả ngày hai vợ chồng bận rộn đi làm, bà trong hai đứa cháu, nhưng ông cũng không giúp bất cứ việc gì dù lớn dù bé. Đến cái sân rụng đầy lá, cái nhà bừa bộn đồ chơi, cái bếp lĩnh kỉnh son nồi, nhưng ông cũng chả quan tâm. Có bữa, ông hỉ hả ngồi xem tivi trong nhà, bà đang quấy bột cháu khóc thét ngoài sân mà ông cũng mặc kệ. Đúng lúc đó vợ chồng mình đi làm về, thấy đứa con ngoài một tuổi đang bị kẹt ngón tay vào cái xe tập đi, mặt tái mét mà vào nhà ông vẫn đang trung đùa xem hài. Lo lắng xót cho con, mình hơi lớn tiếng hỏi bố chồng rằng, sao mà ông không để mắt đến cháu nó đau thế kia? Thì ông bảo trẻ con tuổi này nghịch như giặc, sức đầu mẻ trán là chuyện bình thường, sao mà cứ làm toán lên như trái nhà chết người? mình tức lắm muốn nhảy ra cãi nhau tay đôi với ông nhưng hiếu bảo cố nhịn đợi mấy bữa gửi được con đi lớp thì ông bà sẽ về trong lòng mình chất chứa bao nhiêu ấm ức đã còng lưng đi làm kiếm tiền về nuôi ông ông không biết điều thì thôi lại còn như vậy vừa mấy hôm trước mình còn thấy ông kết bè kết phái với mấy ông sâu rượu ngoài đầu ngõ sau đó ngày nào cũng nhậu nhẹt ăn uống ăn nói lung tung hàng xóm ai cũng xì xèo sau ba tháng chờ đợi Cuối cùng cũng đến ngày mình được gửi con đi lớp. Nhưng lạ thay, vẫn chưa thấy ông bà có động tĩnh muốn về quê. Mình đã chủ động mua ít đồ làm quà để gửi ông bà biếu họ hàng dưới quê. Mà tuyệt nhiên không ai đã động gì chuyện trở về. Mình chưa kịp hỏi Hiếu thì tối qua nhân lúc mình ngủ trước, ba người đã ngồi thì thào nói chuyện với nhau. Mình vô tình nghe thấy mà tí nữa ngất xỉu, hóa ra ông bà muốn chúng mình làm thủ tục chuyển khẩu ông bà từ dưới quê lên nhà chúng mình nhập khẩu và ở luôn với vợ chồng mình từ nay tới già mình quá giận chồng mình cũng chưa hề bàn với mình chuyện này kinh tế hai vợ chồng đang khó khăn không có thu nhập gì ngoài đồng lương công chức hơn chục triệu của cả hai vợ chồng không chỉ vậy làm sao mà mình chịu được cảnh be bét của ông bố chồng suốt ngày nghiện rượu la cà chửi bới tôi là uyên Tôi xin được chia sẻ với các bạn câu chuyện của mình và mong các bạn cho tôi xin một lời khuyên. Tôi quen anh Minh, anh là người bạn thân thiết hồi cấp 2 của tôi, nhưng vì chuyển cấp tôi với anh xa cách và ít liên lạc. Đến khi tôi chia tay bạn trai cũ được gần nửa năm thì anh liên lạc lại với tôi và chúng tôi quen nhau. Anh không ở cùng ba mẹ và có mua được một căn nhà riêng. Tôi bước vào một mối quan hệ tình cảm này, tôi chỉ mong anh yêu thương tôi, tôi mong cầu tình cảm chân thành nhất từ anh trộm vía những thứ tôi mong anh đều làm cho tôi, khi mới yêu được mấy ngày tặng tôi những thứ trước mắt tiền, anh dắt tôi đi những nơi tôi muốn, yêu chiều tôi, ra mắt tôi với gia đình của anh. Mừng trở trong lòng vì anh tốt nhất trong những người tôi gặp, nhưng sau 3 tháng bên anh, yêu anh, tôi phát hiện từ những người bạn của anh rằng, tất cả những thứ tôi có từ anh hay tất cả những điều anh làm cho tôi đều là những thứ anh từng làm cho người yêu cũ và là những thứ chưa kịp làm cho cô ấy nên đã bù đắp qua cho cuộc tình của tôi và anh tôi hụt hẫng lẽ nào tình cảm của tôi không xứng đáng để nhận được sự đối đáp đó hay sao mà tôi phải mãi là cái bóng của người yêu cũ nhưng tôi rất cảm ơn cô gái ấy vì nhờ cô ấy mà tôi mới nhận được sự đối đãi tốt đẹp nhất trong mối quan hệ này tôi cũng không thể chọn chia tay anh vì anh cũng không làm gì có lỗi với tôi cả do tôi tự tìm hiểu mà đau lòng thôi anh luôn bên cạnh mọi lúc tôi cần anh nhất và khi gia đình tôi gặp biến cố anh cũng che chở và đồng hành cùng tôi vượt qua nhưng tôi vẫn vậy mãi ôm lấy chuyện cũ kia và cho rằng đây cũng là chuyện anh muốn làm cho người yêu cũ và tôi chỉ là con rối để anh tập vợt không bao lâu sau đó anh đã quen với những điều tôi đã làm cho anh tôi dần thay đổi tôi không nóng cũng không lạnh và rồi tôi chọn rời xa anh ngay khi tôi vừa nói ra điều đó với anh anh nói sẽ buông xuôi hết mọi công việc và dọa nếu tôi rời đi anh sẽ uống thuốc và chết. Tôi nghĩ anh trẻ con nên cũng mặc kệ rồi đi quẩy cùng hội bạn. Đến lúc trên đường về nhà tôi có chút lo lắng và ghé qua nhà anh. Tôi bước vào phòng khách thì điến người trước cảnh anh nằm trên sofa kế bên một cái bàn và lọ thuốc cảm đã rơi đầy trên mặt bàn. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu. Tôi khóc và gọi tên anh. Anh mơ mơ màng màng gọi tên tôi. Cấp cứu xong may mà anh không sao chỉ bị sốc thuốc. Anh nằm ở phòng chờ. Tôi nghĩ mãi không hiểu lý do rồi chạy đến khoa tâm lý. Tôi trình bày với bác sĩ mọi thứ về anh và chuyện xảy ra thì bác chẩn đoán với tôi anh có thể bị bệnh tự kỷ nhẹ. Tôi ôm theo sự bàn hoàng trở về phòng với anh. Chuyện đó tôi cũng im lặng không nói cho anh nghe. Tôi lại lần nữa nhẹ nhàng bên cạnh anh. Anh cũng xuất hiện và trở lại như mọi khi. Anh vẫn yêu tôi, vẫn chăm sóc, vẫn ưu tiên tôi. Anh luôn chiều tôi như một đứa trẻ Anh đã tốt nay lại tốt hơn trước rất nhiều Anh dành mọi thời gian cho tôi Khi tôi bị bệnh anh vừa làm việc vừa chăm tôi Anh cố gắng rất nhiều Có thời gian anh chạy hai trớp một ngày Anh vẫn dành thời gian dẫn tôi đi ăn Dù trong ánh mắt anh tôi thấy anh đã mệt lã rồi Trải qua thời gian này tôi nghĩ bệnh tình của anh cũng không còn nữa Nhưng tôi lần nữa vì nghĩ mình vẫn chỉ là cái bóng của người cũ Nên tôi lại tiếp tục nói lời chia tay với anh anh lại dọa sẽ tự tử nếu như tôi chia tay anh lần này tôi nghĩ anh sẽ không dám làm nên cứ mặc kệ anh dứt cầu anh lau xuống bếp anh cầm con dao vào trạch tay chân mình tôi hoảng loạn hồn vía phách lạc tôi cố hết sức giành lại con dâu từ tay anh anh kề dao vào cổ và hỏi tôi còn muốn chia tay nữa hay không tôi hoảng sợ nên nói anh bỏ dao xuống tôi sẽ không chia tay anh nữa nghe tôi nói xong anh bỏ dao xuống bàn rồi ngồi khuỵ xuống đất tôi ôm lấy anh anh khóc khóc như một đứa trẻ và nói tôi đừng bỏ anh ấy tôi sợ sợ đến mức không khóc được tôi sơ cứu vết thương và chở anh đi bệnh viện xong xuôi mọi chuyện anh ôm lấy tôi và nói vợ ơi đừng sợ chồng chồng sợ mất vợ nên chồng mới như vậy nếu vợ yêu chồng chồng sẽ bảo vệ và che chở vợ mọi lúc đừng rời xa chồng nhé tôi nghe mà đau lắm có lẽ tôi đã yêu anh thật rồi nhưng tôi cũng không buông bỏ được chuyện cũ giờ tôi phải làm sao đây mọi người mọi người giúp tôi với còn anh anh có thật sự yêu tôi không mỗi lần anh đối đãi tốt với tôi tôi đều nghĩ khi trước anh cũng làm vậy với cô ta giờ tôi bế tắc bên anh liệu tôi có hạnh phúc không xếp hàng chờ đợi đã lâu chờ bánh sinh nhật chờ câu ân tình mọi người gặp đẹp tini đời mình ở đâu nếu qua mấy nồi bánh chưng mà chưa gặp được ý trung nhân thì có thể tham khảo câu chuyện của mình nha chính là thông điệp vũ trụ dành cho bạn đó. Hôm đó là sinh nhật của mình, cũng 24 cái xuân xanh rồi. Năm vừa rồi mọi thứ dần ổn định hơn. Mình quyết định tự thưởng cho bản thân một chiếc bánh sinh nhật thật cầu kỳ. Tuy là vẫn đón sinh nhật một mình như mọi năm, nhưng ngựa ngựa hơn chút. À, mọi người sẽ thắc mắc là tại sao không có bạn bè, nhưng mình sẽ hẹn các bạn vào trước hoặc sau một ngày nha. Chuyện đáng ra cũng sẽ không có gì để kể đâu, nếu như cuối ngày phát sinh một chuyện vô cùng ảo ma Canada luôn. Sáng mở mắt ra, nhận được lời chúc của Zalo, Facebook, Viettel, các app ngân hàng, xong. Mình cẩn thận chải chuốt, make up xinh xắn rồi xuống đường. Sinh nhật mình mà, phải xinh đẹp dù có đi chơi một mình chứ. Nghe nói dạo này hot mấy cái phim hài lắm. Phim My đặt Tini mình xem rồi cũng ao ước có mình. Nên hôm đó mình chọn phim Bỗng Dưng Trúng Số. Bon bon đi xem mình cho biết. Mà công nhận xứng đáng cho một ngày vui vẻ luôn nha. Xem phim xong, mình tạt qua tiệm bánh, mua một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Sinh nhật một mình hay mấy mình thì cũng phải đủ thủ tục chứ đúng không? Sau đó mình mang cả bánh cả người vào quán lẩu. Lúc đầu hơi ngại vì mang đồ ăn ngoài và đi ăn một mình nữa. Ai về mấy bạn nhân viên bên đó dễ thương xỉu luôn. Và cũng ai có về đâu tự dưng gặp được đẹp tini của đời mình bên đó. Lúc mình đang loay hoay chụp hình bàn đồ ăn, tự dưng các bạn nhân viên đi tới cười ríu trích. Không hiểu sao mình được tặng một set đồ ăn xếp thành cái hình cái bánh sinh nhật. Trời ơi, dễ thương lắm. Mình có hỏi có phải là nhà hàng tặng không? Thì các bạn không chịu nói. Cứ nhiệt tình bê bánh vỗ tay hát hò chúc mừng sinh nhật mình luôn. Vui đến chảy nước mắt. Xong rồi, bạn nhân viên dúi vào tay em. Một tờ giấy nốt có ghi kèm địa chỉ Instagram. Chào em, chúc em sinh nhật vui vẻ. Anh là Quân, rất vui được làm quen với em. Ê ơi, người đâu mà đáng yêu quá vậy? Em vừa vui vừa bối rối không biết làm sao, chỉ biết cười chảy nước mắt thôi. Sau về em cũng tìm Instagram của anh đó Chết thông tin thì trời ơi Vừa đẹp trai đúng gu của em Mà kiểu tri thức lịch sự lắm kìa Duyên tới thì đành nhận Nên em mặc giày chủ động nhắn tin cho anh Để gửi lời cảm ơn tới món quà bất ngờ đó Vậy mà anh đó cũng chép lại tin của em luôn Chào em, anh là Quân Người tặng đồ cho em ở nhà hàng sinh nhật đó Thật may vì em đã liên hệ lại với anh Trời ơi, nghe cách nói chuyện thấy nhã nhặn rồi ha. Thế là em với anh ấy trò chuyện khá là nhiều. Quân hơn em 5 tuổi, đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty truyền thông. Bảo sao? Cách tiếp cận em ngày đầu tiên khó đỡ thiệt. Không biết làm sao mà anh lại nghĩ ra được cách đó để có thể làm quen được với em. Chứ bình thường thì em không có thích quen người lạ đâu. Nói chuyện thấy hợp thì cũng hẹn đi cà phê. Ở ngoài anh Quân đẹp trai hơn nè, cao hơn trong ảnh. Cứ hẹn hò qua lại 2 tháng thì em cũng tiến tới chính thức hẹn hò mọi người thấy đó vừa tuổi mới lại được tặng món quà siêu chất lượng thế này thì ai mà chả thích đúng không vậy nên có cô đơn quá thì đừng có ngại đi chơi một mình nha biết đâu may đẹp tini cũng vậy thì sao em có một câu chuyện cũng khá là đáng buồn đó mọi người chỉ xém một chút nữa thôi là em đã thành người thứ ba rồi chuyện là em có thích một bạn nam tên là hoàng từ khá là lâu rồi em thích bạn ấy mọi người trong lớp ai cũng biết hoàng thì học khác lớp em nên chắc cậu ấy không hề biết là em Chris cậu. Cũng như mọi hôm, em và ba bạn nữ khác cùng lớp ra sân, coi các bạn nam đánh bóng chuyền trong đó có bạn Hoàng nữa cơ. Hôm nay em cũng đã chuẩn bị sẵn quà, định bụng sẽ tặng cho Hoàng và tỏ tình. Tuy nhiên một xíu lại có cả Ngọc ra xem đánh bóng nữa. Ngọc thì học cùng lớp với bạn Hoàng, mà bạn Ngọc đấy cũng là bạn của em nữa. Lúc mà chơi bóng chuyền ấy, em có để ý là bạn Hoàng hay nhìn ở chỗ tụi em. Bỗng nhiên linh tính em bách bảo Ngọc và Hoàng có thích nhau Em hỏi Ngọc thì Ngọc cũng khai thật là có thích Hoàng Em tiếp tục hỏi dò là Hoàng có thích Ngọc không Thì Ngọc thành thật trả lời là có Vì Hoàng cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm với Ngọc rồi Nhưng vì vẫn còn mập mờ, chưa công khai Nên không tiện nói ra với ai cả Trời ơi lúc đó em như chết lặng đi không biết nên nói gì tiếp Ai mà nghĩ người mình thích mấy lâu nay lại đi thích bạn của mình em cũng âm thầm cất đi món quà định tỏ tình và quay xe ủng hộ hai bạn em đau lòng lắm chứ nhưng nghĩ là cũng may là em chưa trở thành người thứ ba xen vào họ thế rồi chuyện chris và bạn mình thích nhau càng thêm đau khi từ lúc ngọc và hoàng yêu nhau họ suốt ngày phát cơm chó cho em ăn ngập mồm chắc vì cả ngọc và hoàng đều không biết là em từng chris hoàng nên có chuyện gì ngọc cũng kể em nghe nào là cái nắm tay đầu tiên đầy ngượng ngùng nhưng cũng vô cùng ấm áp nào là những tin nhắn quan tâm những lần đi chơi vui vẻ bên nhau ngọc còn cuồng người yêu đến mức lúc nào cũng khoe người yêu với em được triết rồi đoạn chat của em và ngọc đều là ngọc nhắc về hoàng nào là anh người yêu tao tặng tao cả thổi sô cô la mày ạ à. ngọt ngào quá khi thì eo ơi anh người yêu tao đánh bóng chuyện nhìn chất ghê không chỉ có ngọc phát cơm chó cho em mà dần cả hoàng cũng vậy mấy lần họ giận nhau hoàng lại tìm đến em để nhờ em năng nỉ ngọc em cũng đồng ý giúp hoàng em và hoàng dần trở nên thân thiết vâng em đã có cơ hội thân thiết với chris của mình nhưng mà với tư cách là bạn thân của người yêu hoàng mới đâu chứ sau khi thân thiết hơn hoàng đôi lúc cũng làm em đau tim khi gửi những tin nhắn khen ngọc như ôi em ngọc người yêu của hoàng dễ thương cực đã thế còn rất là xinh hoàng còn hẹn em đi riêng với hoàng nhưng không phải là đi chơi mà là đi chọn quà cho ngọc ôi em phải sống sao với vai nữ phụ này đây còn phải ăn cơm chó của người mình từng thích và bản thân mình đến khi nào đây? Em buồn lắm, nhưng thôi vẫn chúc hai người hạnh phúc. Chắc em phải mau chóng quên đi mối tình đơn phương này và chữa lành trái tim bằng một tình yêu ấm áp khác thôi. Hy vọng sớm có anh chàng đẹp trai nào đến để kết thúc sự độc thân của em.